Cún Nhà xin kính chào tất cả mọi người. Mới vừa đây thì Cún Nhà có cập nhật được một cái thông tin vô cùng là sốc. Và nếu như cái thông tin này mà nó đúng với sự thật so với những gì mà cộng đồng mạng đang lan truyền, thì ắt hẳn rằng ông Thích Chân Dài này không phải là một người đơn giản giống như con dân của ông ta đang tăng bốc. Và theo như thông tin đó, có cập nhật rất là rõ ràng là vào năm 2018 cho đến tại thời điểm bây giờ thì đội ngũ của ông Thích Chân Dài này vô cùng là lớn mạnh và trải dài khắp mọi miền đất nước. Cho nên rằng những cái mục đích, những cái âm mưu mà lén lút thì ắt hẳn rằng không phải là những cái điều tốt, rất là nguy hại. Cho nên ai mà có con em hoặc là người thân đang có cái ý định là sẽ đi học cái khóa tu mùa hè á, thì cũng nên suy nghĩ lại, chọn nơi để mà mình gửi gắm. Chứ nếu như lỡ mà lọt vào cái động của ông Thích Chân Dài này thì đảm bảo rằng là sẽ bị tẩy não hết. Làm những cái việc sai khoái cũng không hề biết, ngay kể cả bản thân tính mạng của mình mà cũng không màng, thì đó là một cái điều quá là khủng khiếp rồi. Đó cũng chính là cái lý do vì sao và tại sao ông ta lại tự ý sửa 5 cái giới cấm mà không cần thông qua bất kỳ một ai. Không phải ông ta là một cái người học cao hiểu rộng hay là am hiểu quá mức để mà tự ý sửa đâu, mà chỉ qua rằng là sửa để có thể áp dụng vào trong những cái bài thuyết giảng cho con dân của ông ta nghe để dễ bề cai trị. Chứ nếu như ông ta mà làm đúng thì ắt hẳn rằng là người ta sẽ không bao giờ mà thu hồi những cái giới cấm do ông ta tự đề ra. Nên con dân của ông Thích Chân Dài là phải tỉnh táo ngay cái khúc này và lục lại ở trong đầu của mình xem thử rằng là bao nhiêu lâu nay mình đi theo thầy của mình, mình nghe rất là nhiều bài thuyết giảng của ông ta, rồi có cái phân đoạn này hay là không nha. Và trong một cái bài thuyết giảng nói nôm na cái hàm ý của ông ta là như thế này nè. Ông ta nói rằng là nếu như mà con dân của ông ta mà kính tăng á, thì có thể là hy sinh cả cái mạng sống cho cái người này. Tại vì người ta là một cái người cao quý, một cái người mà có thể giảng dạy hay là giúp đỡ cho con dân của ông ta nhiều rồi. Ông ta tự hàm ý rằng ông ta là cái người đáng để được sống. Và khi thấy một cái người đáng để được sống giống như ông ta mà bị gặp một cái sự cố nào đó, thì con dân của ông ta phải ra sức chiến đấu để mà bảo vệ, để mà giữ lại cái mạng sống cho ông ta. Còn lại con dân của ông ta thì chắc có lẽ qua cái lời thuyết giảng đó thì không đáng để được sống, cho nên phải hy sinh thôi. Ý nôm na ở trong cái đoạn thuyết giảng đó, chúng ta cũng có thể hiểu được rằng là những cái sự tiêm nhiễm vào trong đầu của con dân ông ta không phải là một cái điều đơn giản, và cũng không phải rằng là những người này tự dưng hiển nhiên là một mực tuyệt đối nghe lời ông ta và trung thành với ông ta. Phải chăng rằng là trong cái quá trình mà theo ông ta để mà học đạo á, thì tất cả những gì mà ông ta tuyên truyền, truyền nhiễm vào trong đầu của họ là một cái điều mà không thể nào mà thoát ra được. Cho nên họ u mê, họ lú lẫn, đến ngay kể cả cái hình hài do cha do mẹ của mình tạo ra, ban ra cho mình, đó là một cái điều vô cùng là thiêng liêng và cao quý. Và không có bất kỳ một ai có thể là giảng dạy và truyền đạt rằng là nếu như gặp một cái người được gọi là kính tăng và mình kính tăng họ, thì mình có thể là hy sinh tất cả mọi thứ, ngay kể cả tính mạng của mình cho người đó, thì có phải rằng là mình quá là bất hiếu với cha với mẹ mình hay là không? Ngay kể cả Phật cũng không bao giờ mà truyền đời lại những cái điều đó cả. Cho nên rằng là phải tỉnh táo lên để mà hiểu rõ rằng là mình đang đi theo một cái tà đạo, chứ không phải rằng là mình đang học những cái điều hay lẽ phải.
và cũng không ai chứng cho mình khi mà mình làm những cái chuyện tào lao như vậy là mình được phước hay là mình được ban phước đâu. Mà cuộc đời này nó muôn vàng cái điều mà chúng ta cần phải cảnh giác. Cái tính mạng hay là cái thân thể của mình á, là do cha mẹ của mình tạo cho mình, thì mình phải biết quý trọng, mình phải biết đúng sai, kịp thời để mà dừng lại. Cho nên những cái bài thuyết giảng của cái ông Thích Chân Dài này thật sự á, nó là một cái mối nguy hại mà làm cho người khác cảm thấy vô cùng là rùng mình. Cho nên có nhiều người người ta lên án như vậy, chứ không phải đơn giản rằng là giảng hay hay là để lại cho đời những cái sự quý báu mà người ta lại ganh ghét. Không có ai mà ganh ghét với một cái người tu hành cả. Nếu như mà tốt thật sự, tu hành thật sự, giảng những cái điều hay lẽ phải, mình phải quý cái thân thể này, mình phải yêu thương cha mẹ. Không có Phật nào mà bằng Phật nhà, không có Phật nào mà bằng cha bằng mẹ của mình vẫn còn sống sờ sờ đó. Không có ai có cái quyền nói rằng là mình phải hy sinh cả cái tính mạng của mình cho một cái người nào đó mà mình kính trọng, hay là mình coi là một cái bậc vĩ nhân, hay là mình kính tăng cả. Không có ai đòi hỏi được những cái điều đó từ chính bản thân của chúng ta. Nhưng mà có một cái người mà ta nói rằng là thật sự là khủng khiếp, có thể là giảng dạy cho con dân của ông ta nghe được những cái điều đó, có nghĩa rằng là làm cho họ bị lú và không hiểu được đâu là đúng, đâu là sai. Nên đừng có nói rằng là nhiều người người ta hại thầy rồi người ta cắt ghép. Người ta có rảnh rỗi đến cái mức độ mà người ta cắt ghép hay gì? Trong khi đó, đó là những cái lời vàng, lời ngọc do chính cái ông Thích Chân Dài này tự nói ra, chính từ cái miệng của mình. Thì không có ai mà bịa hết trơn. Những cái lời vàng ngọc do ông ta nghĩ thôi, chứ thực ra đó là những cái điều khủng khiếp. Khi chúng ta là những cái người ở bên ngoài, mình ngồi mình lắng nghe thôi, mình đã cảm thấy rất là sợ. Tại vì trong những cái lời giảng của ông ta đều có cái hàm ý để truyền bá cho con dân của ông ta là phải làm theo những gì mà ông ta nói. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy có một cái người mà có thể là sai khiến người khác, có thể hy sinh cả cái tính mạng của mình cho một cái người kính tăng. Mình kính tăng có nghĩa là mình có thể là hy sinh cả cái tính mạng cho người đó, thì thật sự là không thể nào mà mình chấp nhận được. Cho nên rằng là con dân của ông Thích Chân Dài này đừng có nói rằng là tại vì sao thầy của mình đáng kính mà bị như người lên án như vậy. Không phải người ta không không đâu, có lý do cả đó. Cho nên rằng là tất cả các anh chị em, những cái người mà đang có người thân hay là con em mình á, mà muốn học những cái khóa tu á, thì chúng ta cũng nên suy nghĩ lại, đắn đo, xem thử rằng là mình phải chọn một cái nơi nào đó thật sự là mình tin cậy, thật sự là tốt để mà mình gửi gắm. Chứ không phải rằng là mình cứ thả vào, lỡ đâu thả vào cái động của ông Thích Chân Dài này thì ta nói rằng là cuộc đời nó điêu tàn luôn. Về không còn nhận diện được cha là mẹ luôn, về không còn hiểu được đạo lý làm con, hay là cũng chả bao giờ mà biết được cái khái niệm rằng gia đình là những cái điều vô cùng là thiêng liêng và mình phải đặt lên trên hàng đầu. Có nhiều quý cô chú anh chị cũng đã lên tiếng nói rằng là cái hình phạt dành cho cái ông Thích Chân Dài này nó khá là nhẹ. Đáng lý ra ông ta phải bị cấm thuyết giảng cả đời, chứ không phải rằng là cấm thuyết giảng trong vòng 2 năm. Nhưng mà theo mình nghĩ thì bản thân của ông ta cũng khó có thể nào mà ngồi vững trên cái ghế mà ông ta đang ngồi. Và qua cái câu chuyện lần này thì ắt hẳn rằng là cũng sẽ là một cái bài học cho rất rất là nhiều người. Và sau khi mà họ nghe được những cái điều này thì ắt hẳn rằng người ta sẽ không bao giờ mà dám về chùa của cái ông
thích chân dài này nữa. Còn những cái người mà mê mũi đó thì chúng ta cũng không có cách nào để mà giúp cho họ hết mê mũi, chỉ trừ khi họ tự họ cảm nhận được, họ tự nhìn nhận được, cũng giống như là họ thấy rõ trước mắt họ là một cái ông thích chân dài nó không hề đúng với những gì mà ông ta đã từng tâng bốc mình, thì lúc đó họ mới có thể là thoát ra được thôi. Giờ mình có nói cỡ nào thì họ vẫn tin thầy của họ là tuyệt đối, nhất mực cũng là thầy thì chịu thôi quý vị. Cái độ video này của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mến chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe. Và nếu thích cái độ video này của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho các kênh của Quýnh Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những đoạn video tiếp theo ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.